các bạn, trong video ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn cho các bạn giải một số bài tập trong môn toán 2. Cụ thể hôm nay chúng ta sẽ học một số tiêu chuẩn cuối cùng trong chương 8. Đầu tiên chúng ta sẽ đi tiếp phần nội dung hôm bữa, là chúng ta sẽ học tiêu chuẩn số 5, đó là tiêu chuẩn tích phân. Rồi, tiêu chuẩn tích phân thì đầu tiên các bạn sẽ gặp tiêu chuẩn tích phân dưới dạng nó sẽ tồn tại dưới hai dạng như sau. Đầu tiên tích phân k chạy từ 1 tới vô cùng của k mũ p, và cái tích phân chuỗi k chạy từ 2 cho tới vô cùng của 1 chia cho k log n b của k tất cả mũ 2 ha. Thì chúng ta thấy ở cái dạng thứ nhất, chúng ta thấy là gì, nó có dạng là p chuỗi đúng không các bạn, thì nó sẽ sở hữu những cái tính chất của p chuỗi luôn ha. Tức là nó sẽ hội tụ khi nào? Hội tụ khi giá trị p này nó lớn hơn 1, và nó phân kỳ khi nào? Phân kỳ khi giá trị p này bé hơn bằng 1 ha. Rồi, thì ở đây tôi sẽ có một cái ví dụ như sau ha. Thì để làm được cái tiêu chuẩn tích phân này thì các bạn phải thực hiện thông qua 3 bước. Thứ nhất là các bạn sẽ tìm một cái hàm f nào đó nó sẽ tương tự như là AK hơn, tương tự như cái hàm AK. Sau đó các bạn xét cái fx này nó phải là một hàm sơ cấp. Nó điều kiện tiếp theo, đó là điều kiện thứ nhất ha. Điều kiện thứ hai là nó phải là gì? Nó phải giảm, tức là nó giảm trên cái miền xác định của nó. Thì tức là fx nó phải bé hơn 0, và cuối cùng thì ta sẽ sử dụng đó là tiêu chuẩn tích phân. Được chưa? Rồi, ví dụ tôi có một ví dụ như sau ha. Ví dụ tôi có là một cái chuỗi 1 chia cho k nhân cho lnk ha, với k chạy từ 2 tới vô cùng. Giả sử tôi có một cái chuỗi như này ha, đó là tôi sẽ thực hiện là set cái giá trị fx ha. Tôi sẽ lấy fx nó sẽ tương tự như là k, đó là tôi thấy x bằng k thôi, x nhân cho lnx ha, với tập xác định của nó là x lớn hơn bằng 2, ta thấy k nó chạy từ 2 này các bạn ha. Rồi chúng ta sẽ có là gì, cái hàm fx này này, ta có cái hàm fx này này là hàm sơ cấp đúng không bạn, là hàm sơ cấp ha, là hàm sơ cấp, là liên tục ha, nó liên tục và nó sơ cấp trên cái đoạn là từ 2 cho tới vô cùng. Thì từ đây ta sẽ tìm xem phải là gì, ta đạo hàm fx này xuống, đạo hàm fx này xuống thì ta sẽ có là trừ lnx trừ 1 chia cho x nhân cho lnx, thì ta thấy là này đã bé hơn 0 được ha. Thì từ đây mình sẽ suy ra được là gì, fx của chúng ta nó sẽ giảm, nó sẽ giảm trên cái đoạn là 2 và vô cùng. Nó thỏa mãn ba cái điều kiện này thì chúng ta mới xét được cái tiêu chuẩn tích phân này ha. Thì chúng ta sẽ thấy là gì, đầu tiên thì ta sẽ gọi ak nó sẽ chính là bằng fk ha. Và ta có là gì, chỗ nào có x thì ta sẽ thay bằng k ha. Chỗ nào x ta sẽ thay bằng k, ta sẽ được là 1 chia cho k nhân cho ln của k được ha. Thì khi đó chúng ta sẽ xét, đó là khi đó chúng ta sẽ xét là cái chuỗi k bằng 2 cho tới vô cùng của 1 chia k nhân cho ln của k. Thì chúng ta thấy nè, và một cái ta xét chuỗi, đồng thời ta sẽ xét so sánh với một cái tích phân suy rộng nó chạy từ 2 tới dương vô cùng của dx chia cho k nhân cho ln của k. Ở đây các bạn dk các bạn ha, dk. Rồi, chúng ta thấy là gì? Chúng ta thấy là gì, hai thằng này nó sẽ có cùng tính chất ha, cùng tính chất, và nó sẽ là hội tụ hoặc là nó sẽ cùng phân kỳ. Hoặc là cùng phân kỳ ha. Rồi, mà chúng ta có thể thấy là gì? Mà chúng ta thấy cái tích phân suy rộng từ 2 cho tới dương vô cùng ta là dk chia cho k nhân cho ln kẻ. Chúng ta sẽ khảo sát cái tích phân suy rộng này để xem nó hội tụ phân kỳ. Thì trong video lần trước tôi đã hướng dẫn các bạn khảo sát rồi ha. Chúng ta sẽ thực hiện đưa nó sẽ về đối với tích phân suy rộng một thì ta sẽ đưa nó về dạng p chuỗi ha. Thì ta sẽ đặt giả sử đây tôi đặt u là bằng ln k đi, thì từ đây chúng ta sẽ có là du chia nó sẽ bằng dk chia k ha. Rồi tôi dùng phương pháp đổi biến ha. Rồi thì tức là giả sử tôi đặt lời y đi, thì lúc đó cái y thì của tôi nó sẽ thu được l 2 ha, ta thay cận vào biến đổi cận luôn ha, thì nó sẽ được là du chia cho u. Thì nó thấy
cái DU GU với U là bằng 1 ha, có giá trị P nó cũng là bằng 1 thì nó sẽ là gì? Nó sẽ phân kỳ ha. Nó phân kỳ mà hai cái chuỗi, mà cái chuỗi và cái phân suy rộng này nó cùng tính chất. Như vậy chúng ta có thể kết luận rằng là gì? Suy ra cái chuỗi K bằng 2 cho tới vô cùng của 1 chia K nhân cho L nửa K này nó sẽ như nào bạn? Nó sẽ phân kỳ ha. Phân kỳ theo tiêu chuẩn tích phân. Rồi. Đó là về cách trình bày cũng như là cách làm của tiêu chuẩn tích phân. Sau đây chúng ta sẽ qua tiêu chuẩn thứ 6. Tiêu chuẩn số 6 ha, là tiêu chuẩn so sánh trực tiếp. Hay người ta gọi là tiêu chuẩn so sánh lớn nhỏ ha. Thì những cái tiêu chuẩn này chúng ta sẽ gặp cho những cái dạng toán đó là sin và cos ha. Ở đây tôi có ví dụ như sau. Ví dụ ở đây tôi có là một cái chuỗi k chạy từ 1 cho tới vô cùng của 3 cộng cho cos của 4k chia cho k căn k cộng 5. Rồi, chúng ta thấy là gì? Ở đây chúng ta sẽ thực hiện so sánh trực tiếp thì các bạn sẽ thực hiện set AK. Chúng ta sẽ có là gì? Các bạn nhớ cho tôi một lưu ý này thôi. Chúng ta đã học ở lớp dưới, người ta được nhắc rất là nhiều lần rồi. Chúng ta có giá trị của cos và giá trị của sin. Thì giá trị nhỏ nhất của nó sẽ chính là bằng -1 và giá trị lớn nhất của nó chính là bằng 1. Chúng ta sẽ sử dụng cái điều kiện này để chúng ta làm trong bài toán này. Chúng ta thấy là gì? Cái giá AK của ta sẽ là bằng 3 cộng cos 4k chia cho k căn k cộng 5. Thì chắc chắn giá trị nó sẽ lớn hơn 0, đúng không các bạn? Thì chúng ta sẽ thực hiện ở đây giá trị của cos cho dù là 100k, 1 tỷ k chăng nữa thì nó cũng lớn nhất là bằng 1. Thì tôi sẽ thu được là 3 cộng 1 chia cho k căn k cộng 5. Thì ở đây chúng ta sẽ thu được đó là gì? Bằng 4 chia cho k căn k cộng 5. Thì cái biểu thức này nó vẫn còn nhỏ các bạn. Nó vẫn còn nhỏ. Tôi sẽ thực hiện quy tắc là ngắt ở dưới mẫu đi thì tôi sẽ được là 4 chia cho k căn k. Và ở đây chúng ta thực hiện xét là chúng ta khảo sát trên cái 4 chia cho k căn k. Rồi, tiếp theo chúng ta sẽ có mà cái chuỗi đó là 4 chia cho k căn k của ta. Các bạn có thấy cái chuỗi này quen không các bạn? Rồi, ở đây giả sử như tôi đưa 4 ra ngoài và tôi đưa là 1 chia cho k mũ 3 phần 2 k bằng 1 lên vô cùng. Thì các bạn nhìn thấy được cái chuỗi này quen đúng không? Thì đây chính là dạng P chuỗi chúng ta đã học ở trong video lần trước ha. Chúng ta sẽ có cái giá trị P của chúng ta nó sẽ bằng 3 phần 2. Nó lớn hơn 1 ha. Nó lớn hơn 1 suy ra nó hội tụ. Lớn hơn 1 suy nó hội tụ ha. Rồi, mà chúng ta thấy là gì? Giá trị này nó hội tụ ha. Thì chắc chắn cái giá trị bé hơn của nó cũng sẽ hội tụ luôn. Như vậy suy ra cái chuỗi K bằng 1 chúng ta vô cùng của 3 cộng cos của 4k chia cho k căn k cộng 5 nó cũng sẽ hội tụ theo tiêu chuẩn so sánh giới hạn. Xin lỗi, theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp ha. Theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp. Được chưa? Thì tương tự được với bài mà có sin thì các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy ha. Rồi, ta sẽ đi qua tiêu chuẩn tiếp theo, tiêu chuẩn số 7. Tiêu chuẩn giới hạn bằng 0 hoặc vô cùng. Rồi, tiêu chuẩn giới hạn bằng 0 hoặc vô cùng. Được chưa? Tức là cái giờ khi chúng ta thực hiện set lim thì giá trị lim của ta sẽ bằng 0 hoặc vô cùng ha. Thì ở đây giả sử tôi có ví dụ như sau ha. Ví dụ ở đây tôi có một cái chuỗi k bằng 1 tiến tới vô cùng của LNK chia cho K ha. Rồi, ở đây tôi có là giá trị AK của ta nó sẽ chính là bằng LNK chia K, nó sẽ lớn hơn 0. Nó cũng khi chúng ta làm với tiêu chuẩn giới hạn thì chúng ta luôn xét thêm một cái chuỗi thứ hai. Thì giả sử đây tôi gọi là chuỗi BK. Ở đây chúng ta không thể sử dụng phương pháp ngắt hơn, ta sẽ lựa chọn một cái chuỗi BK nào đó để khi chúng ta lúc sau ta lập tỷ lệ của AK chia BK thì nó sẽ triệt tiêu lẫn nhau, nó sẽ cho ra giá trị là vô cùng hoặc bằng 0. Thì ở đây tôi sẽ chọn đó là 1 chia k. Được chưa? Tôi sẽ chọn cho lớn 0. Ở đây ta sẽ xét lim khi k tiến tới vô cùng của AK mà ta chia cho BK ha.
thì ta sẽ từ bỏ lim cái k tiến tới vô cùng của giá trị là lnk chia cho k là a này ha, chia cho bk tức là nhân nghịch đạo của bk lên, thì tôi thấy hai nó bằng với nhau. Lúc nào lúc thì cái giá trị này tôi sẽ tính được giá trị lim của nó chính là bằng vô cùng đó. Mà chúng ta sẽ thấy là gì, mà chúng ta có là cái bk của ta khi k chạy từ 1 cho tới vô cùng nó sẽ chính là bằng giá trị k chạy từ 1 tới vô cùng của một phần k, thì ta thấy đây chính là p chuỗi ha, p chuỗi có giá trị p bằng 1 nó sẽ phân kỳ ha, vì đây là p chuỗi mà giá trị này p phân kỳ ha, thì ta sẽ suy ra được đó là ak, cái chuỗi ak ta khi k bằng 1 nhân tới vô cùng ta cũng sẽ phân kỳ, ta đang sử dụng là theo tiêu chuẩn giới hạn bằng không vô cùng và cụ thể đây chúng ta sẽ dùng đó là vô cùng ha. Rồi, đó là cách làm được tiêu chuẩn giới hạn bằng không hoặc vô cùng. Và bây giờ chúng ta sẽ qua tiêu chuẩn thứ 8, đó là tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi đang dấu. Rồi, tiêu chuẩn số 8, tiêu chuẩn hội tụ chuỗi đang dấu. Rồi, tiêu chuẩn hội tụ chuỗi đang dấu. Rồi, ở đây các bạn thấy là gì? Hội tụ chuỗi đang dấu thì các bạn nghe cái tên cũng biết rồi ha. Tức là cho một cái chuỗi đang dấu, nếu thỏa một điều kiện nào đó thì nó sẽ hội tụ. Phải điều kiện nào đó chính là cái gì? Thì chúng ta sẽ có cái dạng công thức tổng quát, đó là giả sử k chạy từ một cái vô cùng, ở đây ta sẽ có trừ một tất cả một k nhân cho ak. Và chúng ta thực hiện xét đó là nếu như mà cái giá trị AK của ta nó lớn hơn không, và cái dãy AK này chúng ta giảm ha, dãy AK giảm thì ta xét là AK cộng 1 mà đã bé hơn AK á, thì chúng ta sẽ suy ra được cái dãy AK này chúng ta là nó giảm ha, nó giảm. Thì chúng ta sẽ, và thứ hai và tiếp theo ta sẽ xét là giá trị lim của AK khi K tiến tới vô cùng nó bằng không, thỏa mãn ba cái điều kiện này thì suy ra nó sẽ hội tụ theo tiêu chuẩn hội tụ đang dấu ha. Được chưa? Rồi, đây tôi có ví dụ như sau. Rồi, ví dụ. Ví dụ giả sử tôi có một cái chuỗi k nó sẽ chạy từ 1 tới vô cùng của trừ 1 mũ k chia cho ln của k cộng 3. Thì bây giờ ta có là gì? Ta có cái giá trị ak của ta chính là bằng 1 chia cho ln của k cộng 3 với mọi k nó lớn hơn hoặc bằng 1 ha. Nó chạy từ 1 cho tới vô cùng thì nó sẽ lớn hơn bằng 1. Rồi, bây giờ ta thực hiện xét xem phải là cái ak này ta có lớn hơn không hay không. Thì ta là xét này, thì ta thấy cái giá trị ak chúng ta với k nó sẽ chạy từ 1 cho tới vô cùng á, thì ta thay từ 1 đến vô cùng thì giá trị nào cũng sẽ cho kết quả là ak nó lớn hơn hay lớn hơn không ha. Rồi tiếp theo ta phải xét thử xem thử là ak cộng 1 chính là bằng 1 chia cho ln của k cộng 1 cộng 3 tức là k cộng 4 ha. Và cái giá trị ak nó sẽ chính là 1 chia cho ln của k cộng 3. Rồi ta sẽ xét xem thử hai giá trị này thì giá trị nào nhỏ hơn, thì chúng ta thấy là gì? Rõ ràng ta có thể dễ dàng thấy được là AK cộng 1 này nó bé hơn AK hơn. Thì từ đây ta sẽ suy ra được là gì? Cái dãy AK này chúng ta nó giảm hơn, nó giảm trên đoạn K thuộc từ 1 tới dương vô cùng. Được chưa? Rồi tiếp theo ta sẽ tính giá trị của lim khi K tiến tới vô cùng của AK, thì ta sẽ thu được là lim khi K tiến tới vô cùng AK ta sẽ là 1 chia cho ln của K cộng 3. Chúng ta thấy rõ ràng là gì? Khi k tiến tới vô cùng thì ở vô cùng mà cộng 3 thì nó sẽ là vô cùng, và ln của vô cùng thì nó vẫn là vô cùng. Chúng ta thấy 1 mà chia vô cùng kết quả nó sẽ là 0. Vậy ta thấy là gì? Nó thỏa ba cái điều kiện này hơn. Tức là cái đề bài ta thỏa ba điều kiện này, chúng ta sẽ kết luận luôn là suy ra nó hội tụ theo tiêu chuẩn hội tụ cho đang dấu.
tiêu chuẩn hội tụ của chuỗi đang dẫn. Rồi. Rồi, tiếp theo ha. Rồi, tiếp theo ta sẽ giải thêm một bài toán nữa. Sự lệ thuộc ví là câu A đi. Rồi, tiếp theo tôi sẽ ký hiệu đây là câu B. Giả sử tôi có một cái chuỗi K chạy từ 1 tới vô cùng. Rồi, chúng ta sẽ có là trừ 1 mũ K cộng 1 chia cho căn của K cộng 2. Ta sẽ thử xét ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét là ta xét AK. Cho chị AK ta sẽ chính là, ở đây chúng ta thực hiện tách một xíu ha. Ta sẽ tách cái chuỗi này thành đó là vô cùng K bằng 1. Đây ta có là K cộng 1 ha. K cộng 1 thì tôi sẽ tách được là trừ 1 nhân với trừ 1 mũ K chia cho căn của ở đây các bạn rồi, ở đây các bạn sửa lại cho tôi là các bạn xóa số 1 đi ha. Nếu các bạn để số 1 thì nó sẽ chúng ta sẽ không giải được bài này. Rồi chúng ta sẽ xóa cái cộng 1 này đi thì chúng ta sẽ thu được là tiếp theo ha. Ở đây ta có là AK nó chỉ là 1 chia cho căn của K cộng cộng 2. Giá trị này nó sẽ lớn hơn đúng không? À, với mọi K thuộc trong đoạn từ 1 cho tới dương vô cùng. Rồi ta sẽ xét tiếp theo đó là giá trị của AK cộng 1 và AK cộng 1 thu được là 1 chia căn của K cộng 3 ha, 1 chia căn K cộng 3. Và bên này ta sẽ xét được là AK nó sẽ là 1 chia căn của K cộng ta thấy rõ ràng và ta thấy rõ ràng là AK cộng 1 nó bé hơn AK. Chúng ta sẽ suy ra được là gì, cái dãy AK này nó sẽ giảm ha. Dãy AK này nó giảm. Chưa? Và chúng ta sẽ xét tiếp theo là xét lim khi K tiến tới vô cùng của AK thì tức là bằng lim khi K tiến tới vô cùng của 1 chia căn của K cộng 2. Thì chúng ta thấy rõ ràng là khi K cộng 2 thì K tiến tới vô cùng thì tức là ta thu được vô cùng. Như vậy 1 chia căn vô cùng thì ta sẽ thu được kết quả đó là bằng 0 ha. Và ta thấy là gì, nó thỏa ba điều kiện của tiêu chuẩn hội tụ chuỗi đang dấu thì ta sẽ kết luận suy ra nó hội tụ theo tiêu chuẩn hội tụ chuỗi đang dấu. Thì cái dạng toán này nó cái dạng tiêu chuẩn hội tụ chuỗi đang dấu thì nó khá là quan trọng trong cái việc sau này chúng ta sẽ thực hiện làm các cái bài toán liên quan tới tìm miền hội tụ, nên tôi sẽ muốn giải kỹ cho các bạn một xíu về cái phần này ha. Rồi bây giờ ta sẽ qua một cái tiêu chuẩn cuối cùng, đó là tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối ha. Số 9, tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối. Tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối này thì các bạn nắm cho tôi một số về phần lý thuyết như sau. Giả sử tôi cho một cái chuỗi AK, K nó sẽ chạy từ một cái vô cùng chẳng hạn, mà cái chuỗi AK này tôi nó sẽ được là hội tụ ha. Và thực hiện tôi xét cái giá trị tuyệt đối của nó, đó là tôi xét giá trị K chạy từ một tới vô cùng của AK. Nếu như chúng ta thấy thì ta thấy rằng là gì, cái chuỗi này nó cũng sẽ hội tụ,
thì chúng ta suy ra đó chính là hội tụ tuyệt, hội tụ tuyệt đối. Được chưa? Và trường hợp thứ hai đó là nếu như cái chuỗi AK của chúng ta K chạy từ 1 tới vô cùng, nó sẽ phân kỳ, nó phân kỳ, và cái chuỗi mà chúng ta bỏ trị tuyệt đối vào mà chúng ta thu được AK đó hội tụ ha. Thì ta sẽ suy ra cái chuỗi chúng ta sẽ là chuỗi bán hội hội tụ ha. Rồi đây các bạn sửa tôi một xíu chỗ này ha. Xin lỗi các bạn, ở đây có một chút sự nhầm lẫn chỗ này ha. Thì các bạn sửa lại cho tôi là ở đây là nó sẽ hội tụ nè. Rồi. Và ở đây nó sẽ ở đây nó ở đây nó hội tụ ha. À, ở đây nó sẽ phân kỳ nè. Đây nó sẽ hội tụ ha. Và cái kết quả mà ta bỏ chữ đứa vào mà nó thu được là phân kỳ thì suy ra nó sẽ là chuỗi bán hội tụ ha. Rồi tiếp theo chuỗi K chạy từ 1 tới vô cùng của AK mà nó ta tính ra được phân kỳ và chúng ta tính được cái chuỗi tuyệt đối của nó, chuỗi đứa AK mà nó cũng phân kỳ luôn, thì ta sẽ suy ra chuỗi này nó sẽ phân kỳ ha. K nó sẽ chạy từ 1 tới vô cùng ha. K nó có thể chạy từ giá trị khác. Nhưng ở đây tôi lấy ví dụ là chạy từ 1 tới vô cùng. Rồi, đây tôi sẽ giải bằng như sau. Chúng ta sẽ thấy nè, tôi có ví dụ như sau ha. Tôi sẽ có ví dụ như sau. Giả sử tôi có một cái chuỗi K chạy từ 1 cho tới vô cùng của tuyệt đối trừ 1 tất cả 1 K chia cho LN của K cộng 3. Được chưa? Thì cái chuỗi trị tuyệt đối này chúng ta sẽ thấy rằng là gì? Nó sẽ chính là bằng cái chuỗi K chạy từ 1 tới vô cùng của 1 chia, ta thấy là trị tuyệt đối. Tức là trị tuyệt đối của số âm thì nó cũng là số dương, mà trị tuyệt đối của số dương cũng là số âm ha. Nên lại thu được đó là kết quả LN của K cộng 3. Đúng không? Chúng ta thấy ta xét, ở đây tự xét bằng tiêu chuẩn so sánh. So sánh trực tiếp ha, thì ta sẽ có là 1 chia cho LN K cộng 3. Ta thấy là giá trị này chắc chắn sẽ lớn không? Và thực hiện tôi thực hiện là ở đây đầu tiên tôi sẽ xét chắc chắn nó sẽ bé hơn không ha. Rồi. Rồi, ở đây chắc chắn thì nó sẽ lớn hơn không rồi. Nhưng mà giả sử như ở đây tôi không tôi bỏ cái giá trị lúc này bé ra thì tôi sẽ có là 1 chia cho K cộng 3. Thì các bạn thấy là 1 chia cho K cộng 3 chắc chắn nó sẽ bé hơn cái lớp này bé này rồi. Như vậy chúng ta thực hiện là xét xét theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp thì chúng ta sẽ xét cái giá trị đó là chúng ta sẽ có là mà cái tiêu chuẩn mà cái chuỗi 1 chia cho K cộng 3 của ta. Chúng ta sẽ có là K chạy từ 1 cho tới vô cùng này nè. Chúng ta sẽ thấy là gì? Ta sẽ xét cái chuỗi số này cùng với một cái chuỗi số khác. Giả sử như ở đây tôi xét cùng với một cái chuỗi đó là chuỗi, tôi thực hiện ngắt thành mẫu đi ha, thì tôi sẽ có là cái chuỗi AK thôi, nó sẽ là 1 chia cho K cộng 3 ha. Và cái chuỗi BK của tôi sẽ có là 1 chia cho K ha. Và chúng ta sẽ có là gì? Nếu chúng ta thực hiện xét chúng ta thấy rõ ràng là gì? Nếu như đây tôi sẽ trình bày lại cho các bạn cái chỗ này ha, các bạn nó hơi rối ở chỗ này một xíu.
Rồi, bây giờ chúng ta có này, chúng ta sẽ có cái chuỗi L1 chia cho Ln của K cộng 3. Chúng ta thấy là gì? Chắc chắn cái chuỗi này nó sẽ luôn luôn lớn hơn là 1 chia cho K cộng 3. Và 1 chia K cộng 3 này thì chắc chắn các bạn thấy là gì? Nó sẽ luôn ta thấy cái chuỗi này nó sẽ luôn như này các bạn. Nó luôn lớn hơn 0 ha, nó luôn lớn hơn 0. Thì chúng ta thấy là gì? Chúng ta sẽ xét cái chuỗi, đó là xét cái chuỗi là 1 chia cho K cộng 3 khi K bằng 1 tiến tới vô cùng. Thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng chuỗi này nó sẽ phân kỳ ha, vì nó có cùng cái tính chất hội tụ với cái chuỗi là gì, một chia cho K ha. Và một chia cho K là một cái P chuỗi, thì chúng ta sẽ thấy là gì, mà cái chuỗi này thì P chuỗi nó sẽ phân kỳ vì nó có P bằng 1 ha. Thì như vậy từ đây chúng ta sẽ suy ra luôn, đó là cái chuỗi một chia cho Ln của K cộng 3 này nè, khi K bằng 1 tiến tới vô cùng thì nó cũng sẽ phân kỳ luôn ha. Và chúng ta đang dùng đó là theo tiêu chuẩn so sánh trực tiếp ha, tiêu chuẩn trực tiếp hay là gọi là tiêu chuẩn so sánh lớp nhỏ ha. Rồi tiếp theo chúng ta sẽ thấy là gì, mà ha, mà mặt khác chúng ta sẽ thấy là gì, cái khi chúng ta không có dấu trừ tuyệt đối ha, tức là trừ 1 mũ K và chúng ta chia cho Ln của K cộng 3, chúng ta thấy ở đây nó rơi vào cái dạng đó là chuỗi đang dấu ha. Và chúng ta thử xét xem nếu như mà theo chuỗi đang dấu thì nó có hội tụ hay không. Chúng ta thử xem ha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ có cái giá trị AK, chúng ta sẽ nói là 1 chia cho Ln của K cộng 3. Chúng ta thấy rõ ràng cái chỗ này sẽ lớn hơn 0 với mọi K lớn hơn hoặc bằng 1. Và ta thực hiện xét thêm thử là AK cộng 1 với lại AK. Chúng ta thấy là gì, AK cộng 1 tức là bằng 1 chia cho Ln của K cộng 4. Và chuỗi AK chúng ta sẽ là 1 chia cho Ln của K cộng 3. Thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? AK nó sẽ lớn hơn AK cộng 1 rồi. Được chưa? Vậy ta xét cái điều kiện cuối cùng, đó là lim khi K tiến tới vô cùng của AK. Tức là lim khi K tiến tới vô cùng của 1 chia cho Ln của K cộng 3. Thì chúng ta thấy rõ ràng là gì? Ta sẽ giải ra được kết quả này bằng 0. Như vậy nó thỏa ba cái điều kiện này ha. Thì ta sẽ suy ra là cái chuỗi mà 1 trừ 1 tất cả mũ K chia cho Ln của K cộng 3 này, khi K bằng 1 tiến tới vô cùng này, nó cũng sẽ hội tụ ha, theo tiêu chuẩn hội tụ đang dấu. Được chưa? Như vậy chúng ta thấy là gì? Khi có dấu trừ tuyệt đối thì nó sẽ phân kỳ, nhưng mà khi chúng ta không có dấu trừ tuyệt đối thì nó lại hội tụ. Như vậy suy ra cái chuỗi này là gì? Đây tôi sẽ ký hiệu là số 1 ha. Và đây là số 2. Thì chúng ta thấy là gì? Từ 1 và 2 theo lý thuyết ở trên thì chúng ta sẽ có là gì? Nó sẽ là đây chính là cái chuỗi là chuỗi bán hội tụ ha. Được chưa? Rồi. Dạng toán ở cái tiêu chuẩn hội tụ tuyệt đối này cũng là dạng toán cuối cùng trong 9 cái tiêu chuẩn mà tôi đã hướng dẫn cho các bạn giải và thực hiện ha. Thì video đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn trong các video lần tới. Chào các bạn.